Chào bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vẽ một chiếc tàu ngầm quân đội cực kỳ dễ và đẹp nhé. Mình sẽ bắt đầu vẽ. Đây các bạn nhé, mình sẽ bắt đầu vẽ này. Và mình sẽ vẽ những cái đường gì đầu tiên nhé. Cực kỳ đẹp. Đây. Và mình đã bắt đầu về những đến những cái đoạn chúng ta nên chú ý để có thể vẽ đẹp hơn nhé. Và vẽ thì cực kỳ dễ các bạn ạ. Đây. Và mình đã bắt đầu vẽ xong phần đầu rồi bạn nhé. Mình sẽ vẽ những cái đường nét xung quanh nhé, những cái đường nét của và khi vẽ thì chúng ta nên nhéo chì nó nhọn hơn để có thể là vẽ những cái đường nét nhỏ, nó sẽ dễ dàng hơn nhé. Mình nó đi những cái đường nét và khi vẽ cái này thì nó cũng khá đơn giản, chỉ cần chúng ta có thể tập trung và vẽ và tập trung và vẽ một lúc thì nó có thể được rồi bạn nhé. Đây. Đây là những thứ vẽ khá giản để có thể vẽ được thì khi vẽ những đường nét này thì chúng ta có thể vẽ thì đơn giản nhé. Đây. Và chúng ta sắp hoàn thành được cái công đoạn vẽ rồi nhé. Đây là những công đoạn cuối cùng của vẽ. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tô màu nhé. Khi tô màu thì chúng ta có thể tô bằng màu nước để nó có thể nổi hơn. Và khi tô thì chúng ta chia ra các phần khác nhau để tô nó sẽ là vừa màu hơn các bạn nhé. Và khi pha màu thì chúng ta đặc biệt lưu ý đến khoảng pha màu nhé. Nếu mà chúng ta pha màu không tốt thì khi vẽ chúng ta sẽ không được một bức tranh đẹp nhé. Nên là bước pha màu cũng là một bước cực kỳ quan trọng để nhận được để nhận được kết quả nhé. Đây. Khi tô màu những bức tranh thì lưu ý là chúng ta sẽ tô những cái đoạn to thì chúng ta sẽ tô bằng những cái đầu bè. Ở những cái đoạn là nhỏ thì chúng ta chỉ cần tô bằng những cái đầu nhỏ các bạn nhé. Nó có thể là dễ dàng hơn. Và là những bức tranh của chúng ta có thể đẹp hơn nhé.
Khi tô thì chúng ta không cần tô quá đậm, chúng ta chỉ cần tô bình thường để cho bức tranh nó có thể nổi hơn. Thì khi tô chúng ta có thể đặc biệt nhấn mạnh những cái đoạn nổi các bạn nhé, và những cái đoạn bình thường thì chúng ta chỉ cần tô với một lúc vừa phải. Đặc biệt lưu ý đến những cái đoạn tô nhé. Và để được để có được một bức tranh đẹp thì phần tô cũng là một phần cực kỳ quan trọng nhé. Nó ảnh hưởng, nó quyết định được 50-60% độ đẹp của bức tranh. Và khi lên màu đẹp thì chúng ta có thể được một bức tranh đẹp nhé. Thì là khi tô chúng ta nên tô cẩn thận để có thể có được một bức tranh hoàn hảo nhất nhé. Và đối với những bức tranh như thế này thì khi tô chúng ta có thể là cẩn thận ở những cái phần chi tiết nhỏ hơn để phần nhận được kết quả thì chúng ta sẽ cảm thấy ưng ý hơn. Và khi tô thì chúng ta nên nên tô cái phần nên tô những cái phần mà nó có diện tích rộng, nó đậm một chút để tạo ra được điểm nhấn nhé, để làm cho bức tranh của chúng ta có thể là tạo ra được màu và nhiều tạo tạo ra được màu sắc của hài hòa của bức tranh nha. Và khi tô thì chúng ta nên tô cho những cái màu sắc nó có thể trở nên hài hòa hơn. Đây. Bức tranh của chúng ta thì cũng đã tô được 1 phần 3 rồi nhé. Và những cái phần mà gần cuối thì chúng ta cần nên tô một cách chậm hơn các bạn nhé. Vì đây là những phần khá quan trọng. Những cái phần này là những phần mà chúng ta nên lưu ý để tô một cách nó có thể là để cho bức tranh thêm đẹp nha. Và những cái đoạn chi tiết nhỏ là những cái đoạn mà chúng ta càng phải cẩn thận tốt hơn nhé. Vì đôi khi chỉ cần một chi tiết nhỏ mà chúng ta tô sai thì nó có thể làm ảnh hưởng đến cả một bức tranh của chúng ta nhé. Đây. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý những cái phần nào
thế này nhá. Rồi, video của mình đến đây cũng là kết thúc, chào bạn nha.